Ô tô Cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Daewoo Matiz sản xuất 2005, phiên bản số sàn máy 0.8 máy xăng, một mẫu xe tập đi tập lái tránh mưa tránh nắng các bác nhá. Mang biển kiểm soát 29 này, biển Hà Nội. Đấy, 2929 các bác nhá, 292913 này. Đấy, sơn xi màu xanh. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi, giá tiền thì chỉ có 65 triệu đồng. 65 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Matiz phải nói là đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Đấy, đắt thì nó sắt ra miếng các bác nhá. Các bác cứ bảo là xe lát, xe đấy, xe rẻ thì chỉ có xe lát các bác nhá. Đấy, ai mua xe đẹp xe rẻ này. Đấy, các bác xem này, từ cái nội thất của xe này, ghế của nó vẫn là ghế lỉ nguyên bản tao xe này. Phần là táp lô này. Đấy, sạch sẽ chưa các bác nhá. Rất đẹp. Máy lổ còi kêu thì bốn bánh quay đều. Giá tiền thì chỉ có nhô 60 một chút thôi. 65 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Matiz sản xuất 2005. Đấy. Phiên bản là số sàn máy 0.8 các bác nhá. Phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, đẹp mướt mờ các bác nhá. Đấy. Đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Đăng ký 5 chỗ ngồi, ghế lỉ vẫn còn nguyên bản tao xe. Máy chất gầm chắc côn số ngọt, máy số ngon. Đấy. Máy lổ còi kêu bốn bánh quay đều. Giá tiền thì chỉ có vài chục triệu đồng, 65 triệu đồng. Tránh mưa tránh nắng tập đi tập lái này. Đấy. Trần của nó là trần da các bác nhá, trần da này. Ghế lỉ này sạch sẽ đẹp đẽ chưa các bác này. Đấy, các bác nhìn này. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, chỉ có 65 củ khoai. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Matiz này, sản xuất 2005, máy lổ còi kêu bốn bánh quay đều. Đấy, 65 triệu đồng. Đấy, rất là xứng đáng với đồng tiền bát gạo, rẻ như một chiếc xe máy các bác nhá. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, tập đi tập lái này, mua về tránh mưa tránh nắng các bác nhá, rất là ok. Sơn xi màu xanh. Đấy, lốp dép này khá là ok các bác nhá, rất là dày dặn luôn. Đấy, chỉ có 65 củ khoai. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Matiz này, mua về tập đi tập lái này, tránh mưa tránh nắng các bác nhá. Được bộ ghế lỉ này, rất đẹp luôn. Đấy, không khoan đục các bác nhá, không khoan đục, không treo màu. Đấy, tên tư nhân mà biển Hà Nội các bác nhá. Đấy, biển Hà Nội. Đấy, giá tiền thì chỉ có 65 triệu đồng. 65 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Matiz này, sản xuất 2005 các bác nhá. Đấy. Máy lổ này, còi kêu này. Đấy, sau đây em sẽ lổ máy lên cho các bác xem này. Đấy, xem là máy lổ như thế nào nào. Chết rồi, anh em đã vứt chìa khóa đâu rồi. Đấy, chìa khóa thì anh em nó cầm mất rồi còn đâu. Đấy, tí nữa em gọi anh em là cầm chìa khóa đây, em sẽ lổ em chạy thử cho các bác xem nhé. Đấy, máy con này thì cực chất luôn các bác nhá. Chào vâng, đây là chìa khóa đây rồi các bác nhá. Đấy, em lấy được chìa khóa rồi này. Đấy, lấy chìa khóa này anh em nó cầm vào, nó cất vào trong nhà các bác nhá. Sau đây em sẽ lổ máy này. Đó, máy thì để cái lổ ngay. Đấy, bô lăng của xe này. Đấy, bô lăng rất là đẹp luôn. Máy lổ này, còi kêu này. Đấy, máy lổ còi kêu các bác nhá. Rất là chất luôn. Đấy, giá thì chỉ có vài chục triệu đồng thôi. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Matiz này. Đấy, xi nhan báo rẽ này. Đấy, xi nhan báo rẽ này, hoạt động rất là trơn tru. Phun phần là gạt mưa này. Đấy, phun nước này. Đấy, nước thì hơi yếu một chút các bác nhá. Chắc là hết nước rồi. Đấy, nước thì hơi yếu một chút thôi. Đấy, giá tiền thì chỉ có 65 triệu đồng. Điều hòa mát. Đấy, máy chất gầm chắc, điều hòa mát, côn số ngọt, táp ly cánh cửa rất đẹp. Đấy, phải nói là đẹp đẹp nét căng các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhá. Đấy, phần tổng quan khoang máy xem nào. Các
Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của Suzuki Daihatsu Matiz này, sản xuất 2005 các bác nhá. Đấy, máy thì rất là êm. Đấy, máy nổ rất là tròn chiều các bác nhá. Đồ đám này, xe này. Đấy, giá tiền thì 65 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daihatsu Matiz sản xuất 2005. Đấy, phần lắp capo này. Đấy, máy nổ còi kêu, bốn bánh quay đều. Đấy, máy thì rất là chất luôn. Mang biển kiểm soát Hà Nội nhiều các bác nhá. Chất cần chắc, điều hòa mát, tư số ngon, máy số ngon, gầm đệm thì chắc lịch các bác nhé, chắc như là nắm cơm luôn. Phần là tổng quan khoang máy này, đấy, khá là gọn gàng, dây điện không hòng hoàng các bác nhé. Đấy, máy con này rất là chất luôn, đổ rất là êm. Dạ vâng, ô tô cũ còn những cái địa chỉ đặt tại thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể này, một mẫu xe Daihatsu Matiz này, sản xuất 2005 các bác nhá. Phiên bản là số sàn, máy của nó là 0.8 máy xăng, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 65 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.